Xin chào mọi người, hôm nay thì Trạng và Phong cũng cùng sẽ làm một clip để truyền đạt cái kinh nghiệm cho mọi người nuôi làm sao đạt hiệu quả nhất. Tại vì bây giờ hiện tại cũng bắt đầu vào mùa mưa rồi, vậy thì nuôi chim bồ câu có những dịch bệnh gì trong mùa mưa thì mình trao đổi với mọi người nắm thêm không? Chào bà con, bên hôm nay là chào, mình là Minh Dũng. Hôm nay mình chỉ cho bà con ta nuôi nuôi làm sao mà cho đạt hiệu quả cao trong mùa mưa. Mình ở đây mình có hai phần. Thứ nhất là mình phải xịt thuốc sát trùng 2 ngày 1 lần. Đó là mình vừa đủ thuốc bệnh nha, thuốc sát trùng rồi mình đi ra tiệm nuôi á, mình mua lúc nào cũng có hết, chỗ nào cũng bán hết. Mình kêu bán sát trùng chuồng trại về mình xịt lên con chim luôn nha, tứ lên con chim luôn, ướp trứng của ông sao, ướp trứng của ông sao. Rồi mình 2 ngày mình xịt lần, xịt qua xịt lại xịt trên xịt dưới, đó mình ngừa cho con chim bồ câu đó là bị bệnh. Trước khi vào cụ thể thì anh có thể khái quát cho mọi người xem cái thông tin đầu tiên là mùa mưa thì bồ câu hay cái bệnh gì không? Cái trở trời mà, cái con gì cũng bệnh hết, riêng bồ câu nó ít bị bệnh lắm, nhưng mà mình người trước nó không bị bệnh. Con gà rồi thì con heo, con gì cũng bị bệnh hết. Lỡ ra mình chứ bồ câu là mình người, mình người trước mình sẽ không tồn. Cái bồ câu này mình lúc mưa ướt nó gục gặt hay là nó cảm ưng hàng gì này kia đó, mình người đó là mình người, mình sát trùng, chủ yếu sát trùng. Thứ hai nữa là mình nhớ là coi như đó là phần thứ hai là mình phải trộn cái men, trộn cái men nha. Đây là men kêu bằng chip chip và coi như là mùa mưa hiệu quả lắm. Đây mùa mưa đây, số điện thoại coi dưới đây đó. Bà con tự đặt gửi tới nhà nha. Đó. Là coi như là mình trộn cho ăn, là coi như là không để nó tiêu chảy, là coi như nó cho nó khỏe mạnh vậy thôi. Là mùa mưa chứ không cần mà mùa mưa là ngừa tả gì nha. Tại chim bồ câu này, nói lại lần nữa là chim bồ câu này không bị bệnh dịch tả. Nếu anh em nào, nhà khoa học nào của Việt Nam hay là trung tâm mà giống mà chim bồ câu hay là gì á mà đi xét nghiệm mà có bị tả, Minh Dũng chịu trách nhiệm hết. Nhớ là chim bồ câu không bị bệnh dịch tả. Nói chung khoa học giờ chưa chứng minh là chim bồ câu bị bệnh dịch tả. Là nói bà con nghe cái cuối cùng vậy. Mà bây giờ mình phải làm, thứ nhất là chuồng trại sạch. Đó, đây là trại bồ câu mình dùng rất là sạch nha. Đó, mình hiểu một trại lớn xuống dưới đó, con mang từ con trên con dưới, từ dưới đất đất lên là 40 nha. Đây sạch sáng mình hết, mẹ hết, giờ có làm cách nào cũng không bao giờ chết. Cái liều lượng mà cho ăn thì nó như thế nào anh? 1 kg này chia cho 150 kg thức ăn nha. Cái này mình không quảng cáo đâu nha, nói trước mình không quảng cáo. Mình chỉ với bà con nào không mua giống của Minh Dũng nè, không mua giống của Minh Dũng nha, mình chỉ cho bà con đạt hiệu quả cao. Chứ mua giống Minh Dũng là khỏi nói rồi, cho về để bà con khỏi chết khỏi mang tiếng vậy thôi. Ở hôm nay trại của Minh Dũng á, chỉ cho bà con đề phòng mùa mưa, khỏi để cho bồ câu bệnh mà đạt hiệu quả cao. Ở thường thường như là mùa mưa thì ở những cái trại khác thì người ta hay phản ánh là chim nó bị chết đây. Thì theo anh thì tại sao là mùa mưa thì chim bồ câu nó hay bị chết như vậy? Mùa mưa là nó dễ tích tụ những con mà vi khuẩn từ trong cái máng đựng phân á. Con vi khuẩn từ cái máng đựng phân của các bạn đó nó bốc lên, cái là vừa gặp lúc mà trở trời á,
nó làm cho con bồ câu đề kháng yếu lại và chết, và nổi hột, gục gặt, nhất là khò khè, bị dung sáng là miền Nam kêu bằng lãi đó, và mấy bệnh là phần gặp nhất đó, như Đại Văn Dũng nè, tắt lên tắt, không con nào chết hết, tại mình có ngừa, mình có sát trùng, mình cho nó đề kháng, là trong cái men này nãy mình chỉ cho bà con đó, là nó có đề kháng đó nữa, rất là hiệu quả. Đó. Hôm nay bà Minh Dũng chỉ rất rõ ràng cho bà con. Chứ còn mà mùa khô thì thường thường chiên mới ít thì bệnh đúng không anh? Mùa khô là nó nắng, là coi như chiên bồ câu nó ít bị bệnh. Nhưng mà mình cũng phải xịt thuốc sát trùng. Xịt thuốc sát trùng, mình cũng cho ăn men men vậy đó. Mà quan trọng không có thuốc gì khác nha. Mình xin nói bà con lại lần nữa, bà con đừng có nghe những cái chỗ khác nè. Thứ nhất, giới thiệu cái thuốc này, cái thuốc nọ, bà con mua vài trăm ngàn một hũ về chưa chắc gì con bồ câu đó đã ổn. Bồ câu mà chích là nó không có đẻ luôn, mà nó vừa tốn tiền mà vừa thiệt hại hết. Quan trọng là mình ngừa, đừng để cho nó bệnh, mình xịt sát trùng cho ăn tiêu hóa đường ruột, quan trọng đường ruột. Rồi xong 3 tháng mình sổ dung một lần nha, tẩy dung. Ở trong miền Nam là sổ lại đó, mình nói là rõ như thế. Ở một số những cái địa phương mà mùa mưa thì thời tiết của nó hơi đổ lạnh, giống như là trên khu vực Tây Nguyên như Đà Lạt anh, thì theo anh thì anh có kinh nghiệm gì để chia sẻ đối với những cái người mà nuôi trên cái khu vực mà Đà Lạt các thứ trời trở lạnh thì mình không nói qua Đà Lạt đi, mình đang nói ngoài miền Bắc. Khi mà trời nó lạnh nó xuống còn 2 độ C hoặc 1 độ C, có nơi âm độ luôn đó chứ anh. Có nơi âm độ, nhưng mình nuôi vẫn được nha. Thứ nhất là mình cho nó ăn cái men này nè. Cái men hồi nãy giới thiệu á. Cái men á là mình lúc đó là mình cho ăn ít lại nha bà con. Cho ăn ít lại nha. Mình giảm cái cám lại. Quay lúc mà trời lạnh á, mình cho đừng để cho giảm cám lại. Bây giờ mình cho ăn 50% cám không, nhưng mình giảm là còn 10% thôi nha. Lý do gì? Trời lạnh nó không có tiêu hóa. Trời lạnh không tiêu hóa mà mình cho ăn ngũ cốc nhiều. Chẳng hạn như lúa mạch hay là ngô hay là gạo gì đó. Ngô thì cũng không được luôn. Chỉ gạo lúa mạch là nhiều một xíu. Lúa mạch nha. Để cho nó mà mình ngâm nó nở ra cho dễ tiêu. Còn cám thì nó lình xình là coi như là nó ưa bị dịch bệnh, mà với lại nó làm cho bồ câu nó tiêu chảy và cũng gặt khò khè nó chết. Lý do ngoài chỗ mà lạnh, chưa đợt lạnh vừa rồi ở ngoài miền Bắc, ta điện thoại mình ta nói tại sao mà chim nó chết nhiều quá. Mình xin nói thật, một ngày trời lạnh cho ăn một lần thôi, cho ăn nhiều lần để cho ăn xong không, cho ăn xong dẹp hết đi, một tiếng hồ sau dẹp máng, để cho con chim bồ câu nó đói qua ngày khác, nó cảm thấy nó đói nó mới sung lên, nó nhảy xuống ăn, nó làm nó dành ăn. Như vậy là chim bồ câu đó mà cho ăn nhiều ấy là bồ câu đều chết hết đó. Hôm nay mình xin giới thiệu coi như chỉ bà con những lúc trời lạnh như thế để cho nó đạt hiệu quả cao, chứ không cần thuốc nha. Nó xin nói lại bà con, không cần thuốc gì hết. Mình có cần cái biện pháp che chắn gì không anh? Cũng phải che chắn nha, đừng để gió không, trời lạnh nè, mình bít nó lại hết, đừng cho gió đi vô. Còn nếu mà trời nóng quá thì mình bật quạt đúng không anh nhỉ? Bật quạt thôi, khó được rồi, nói chung là khó rồi. Cái trại này là mô hình để bà con tham quan. Đúng ra bà con tham quan xuống trại lớn nhất của mình tham quan, nhưng mà hôm nay 4 tháng nay là mình dịch bệnh nhiều quá, mình bà con thông cảm. Mình đem những cái nào mà tốt nhất và hiện đại nhất từ bên Thái, mình đem về trại mình, rồi đem về đây cho bà con tới tham quan. Xin chào bà con. Hôm nay mình chỉ
đến đây là hết tất cả cho bà con để bà con học